Hello anh em, lại là Sơn Sơn và những vlog độ xe dạo đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trường trung học cơ sở Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là trường trung học cơ sở Cửu Cao ngay là sau lưng mình. Còn hiện tại thì mình đang đứng ở nhà văn hóa và trường mầm non số 2 đấy của Cửu Cao Văn Giang Hưng Yên để lại đi lắp xe dạo và quay video cho anh em xem. Đó. Nói chung là giờ này rất là chăm anh em ạ, rất là ra video rất là đều luôn đó. Hôm nay thì mình lại có một cái đơn hàng, một thằng em mình biết mình qua YouTube, xong lại book mình về đấy lắp xe, xong mình lại gọi là xin chủ xe quay một cái video đấy. Bây giờ thì lắp xe và quay thôi. Trước tiên thì mình sẽ review về con xe hôm nay chúng ta sẽ thi công nhá. Ok anh em, thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, đây là một con Nickman đến từ trường trung học cơ sở Cửu Cao của Hưng Yên anh em nhé. Nó ở khu vực Văn Giang. Đó thì hôm nay em ra em lại xem kênh YouTube của mình, thấy mình bán đồ chơi xe, độ xe, cho nên là book mình về đây để mình là thi công độ con xe này cho em ý. Đó thì ok, hôm nay lại về đây độ và quay video cho anh em xem thôi. Ok thì nhìn sơ qua ngoại hình thì chúng ta có thể thấy đây là một con X-Men. Nói chung là đời nó cũng khá là cũ rồi. Con này chắc đời 2019-2020 anh em ạ. Đó, thì em cũng đã dọn được sơ sơ một vài các cái món đồ và hôm nay book mình về dọn tiếp anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là đi vào chi tiết những cái món mà chủ xe đã độ rồi. Còn lại là tí nữa khi nào độ xong thì mình sẽ review cho anh em xem. Ok thì đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là con xe này nó cũng độ khá khá đồ đấy. Đây rất nhiều tem anh nhá. Đấy, tem rời AGV này, Yoshimura này, rồi là Liquin, rồi là Monster Energy này. Đó, các kiểu luôn. Con này thì đã cắt đuôi anh em nhá. Đấy, cắt đuôi rồi và ốp biển rồi xuống dưới gầm. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều tem rời luôn. Ok, chúng ta bắt đầu đến với phần đầu anh em nhá. Phần đầu thì ở đây thì chủ xe mới đã lắp hai quả L4 này. Hai quả L4 ngắn, không phải mình lắp anh em nhé, chủ xe đã lắp. Đó, hai quả L4 ngắn. Thì hiện tại bên mình L4 ngắn mình đang bán với cái giá là bao nhiêu thì anh em cứ liên hệ mình tư vấn nhá. Rồi tiếp theo đó là rất là nhiều tem rời luôn. Chủ xe có vẻ là thích bếp. Đó, vừa rồi là xi nhan anh em nhé, xi nhan zin cho xe thôi. Tiếp theo là một bộ ghi đông Moxy. Cái màu này là cái màu xanh lá mạ anh em ạ. Nhưng mà theo thời gian thì nó đã bị kiểu phai bạc màu đi rồi ý anh em. Đó. Rồi đó, ghi đông đến từ thương hiệu Moxy nhá. Ghi đông là khúc, anh em có thể lắp được rất nhiều kiểu. Tiếp theo là bao tay Daytona có gù gọi là màu xanh lục bảo. Đó, bao tay này mình cũng bán anh em nhá. Anh em nào mua thì cứ liên hệ mình. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta có chân chống gọi là chân chống quốc dân của Racing Product. Đó, tiếp theo là bọc biển Master Energy. Đó, nói chung là theo thời gian thì nó cũng đã phai bạc hết cả màu rồi, còn mỗi biển thôi. Đấy, gầm thì đã được cắt này. Đó, cắt và ốp biển xuống dưới gầm này. Ở đây là biển 34MD4. Có xe này theo như mình đoán là nguồn gốc của nó là đến từ Hải Dương, có lẽ là mua cũ lại. Đó, anh em có thể thấy tình trạng xe nói chung là vỏ viết các thứ thì bị vỡ hết rồi, chắn bùn chắn biếc, anh em bị đâm này, bị đâm vỡ này. Đó. Đấy, nói chung là hôm nay gọi là em ấy book mình về đây dọn thêm một vài các cái món đồ chơi gọi là linh tinh thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ dọn và quay cho em xem nhá. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue
keys bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. 2000 years later. Tình hình lắp xong rồi anh em nhá. Đấy, sau khoảng 1 tiếng rưỡi mình đã lắp xong cho em ý. Lúc đầu thì cứ tưởng là lắp đơn giản cơ, nhưng mà thực sự là nó không đơn giản anh em, nó phát sinh em mới lại thêm một vài các cái yếu tố khác, nên là mình lại phải mất thêm thời gian một tí. Thì bây giờ xong rồi, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Ok anh em, thi công xong con xe này cho em ấy rồi. Thì nói chung là nó cũng không có gì quá là nhiều về thay đổi đâu anh em ạ. Nó vẫn như thế rồi, tôi vẫn giữ nguyên như thế, mà chả phải là tôi mà là chủ xe nó vẫn giữ nguyên như thế. Nó chỉ lắp thêm một vài các cái món đồ sơ sơ thôi. Thì ở đây mình sẽ review nhanh cho anh em xem là nó đã lắp cái gì. Thì đầu tiên là nó đã lắp một cái móc treo gọi là khò titanium anh em này. Đấy, màu titanium rất là đẹp luôn này anh em nhìn này. Đó, một chiếc móc treo này. Đấy, một chiếc móc treo giả titanium này. Rồi, tiếp theo đó là nó lắp cho con xe một cái màu anh em ạ. Đây, sau một hồi lựa chọn thì nó đã quyết định lắp quả màu của LVX em nhá. Đấy, đó, một quả màu của LVX. Lắp, nói chung là lắp thì đơn giản thôi anh em chỉ cần đặt cái màu này vào cái màu zin, sau đó anh em đánh dấu hai cái điểm ở cái màu zin, sau đó anh em có một cái gì đó khoan. Ở đây thì mình dùng cái mỏ hàn nhiệt anh nhá. Đấy, chỉ cần cho nó nhiệt thần nóng xong rồi chọc vào phát là ok, xong rồi vặn ốc vào là ok thôi. Đây, nó như thế này đó. Còn anh em có thể dán keo hoặc là keo nến hoặc là băng dính xốp được, nhưng mà nó thì nó không bền. Mưa gió các thứ thì nó sẽ bị bong ra, anh em cứ gọi là dùng mỏ hàn nhiệt hoặc là khoan lỗ và vặn ốc vào như này anh em ạ. Bao chắc luôn. Rồi, tiếp theo đó là em ấy đã lắp cho con xe một đôi đèn bi cầu mini anh em nhá. Đấy, một đôi đèn bi cầu mini. Nhưng mà cái đôi đèn bi cầu mini này nó lại không đơn giản như những cái đôi mà tôi đã từng lắp anh em ạ. Lần này nó phức tạp, nó khoai sắn hơn một tí, đó là em ấy lắp một quả ở bên phải phía chân gương này em nhá. Đây, bên phải phía chân gương này. Đó, rất là ok đúng không em? Đây, có cả tem bảo hành, bảo hiếc các thứ này. Đó, anh em mua đồ bên tôi cứ gọi là uy tín luôn. Đó, mẫu đèn bi cầu mini này thì 10 video thì phải 11 video anh em lắp rồi anh em ạ. Đấy, rất là ok luôn. Ngon, bổ rẻ. Ở đâu mà trong tầm giá khoảng hơn 300.000 mà anh em có hẳn một đôi luôn anh em ạ. Đấy, còn hơn cả anh em lắp quả L4X. L4X thì khoảng đâu đó khoảng hơn 200, gần 300 thôi. Đây, hơn 300, gần 400. Anh em đã có một đôi đèn mà lại còn có hai chế độ nha, một đèn trắng, một đèn vàng đó. Pha cốt các kiểu, đi cho trời bình thường và trời có sương. Nếu mà đi bình thường buổi tối thứ thì anh em bật đèn trắng lên, còn khi nào mà trời một kiểu sắp mùa đông anh em, nó có sương rồi các kiểu anh em đi đêm anh em bật cái đèn pha pha vàng lên đi. Nhìn pha sương khá là ok luôn đó, đèn trắng vàng. Và bên này thì em ấy không lắp vào bên này. Cái điểm khoai ở đây đó chính là em ấy đã lắp vào cái phần gầm này anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Đấy, em ấy đã lắp vào phần gầm này. Lắp vào phần gầm này thì mình đã đo đạt các thứ và mình đã dùng mỏ hàn nhiệt với các thứ mình khoét. Mình khoét lỗ và mình nhét ở bên trong này anh em nhá. Thường thường thì anh em sẽ nhét ở vào đây là quả U7. U7 đèn, cái đèn mà lốc xoáy anh em, cái đèn mà màu ấy đó, mà màu vàng, xanh đỏ tím vàng, lục lam chạm tím ấy đó. Anh em sẽ đục lỗ đây, anh em khoét cho vào. Nhưng mà đây em ấy chơi hẳn quả bi cầu mini, nhét vào trong này luôn. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là hai cái quả đèn này ăn nguồn điện riêng anh em ạ. Quả đèn này thì nó ăn nguồn theo cái hai quả L4 này. Hai quả L4 này thì ăn điện theo cái quả đèn zin này. Còn cái quả này thì nó lại ăn điện theo cái còi của còi nhại anh em ạ. Đây, cái ổ của còi nhại đây. Thằng cu em mình nó chả biết là nó mang ra thợ ở đâu nó lắp này anh em này. Đây, quả ổ của còi nhại này, lắp luôn ở ngoài này. Thế này mà chúng nó, bọn nào nó ghét hay như thế nào nó để ý cái thứ nó cầm nó giật phát đứt. Nó cầm cái kéo hay nó cầm cái gì ấy phát đứt. Tôi thề với anh em cái này bây giờ tôi giật phát ra luôn này. Đó, xong rồi đi quả dây điện anh em này. Quả dây điện này, tôi nói thật với anh em, dây điện này là dây điện của dây điện ở trong hệ thống điện sinh hoạt ở nhà chúng ta lắp anh em nhá. Điện rất nhỏ luôn, chả hiểu. Không thể không đi vào trong cái chỗ này xong rồi vòng lên đây mà lại còn đi kiểu này anh em này. Ôi, ui rồi, quả dây điện này nhìn mất thẩm mỹ không anh em. Đó, nhưng mà nói chung mà thôi, đấy thợ làm thì mình cứ ấy thôi. Nó đã ấy các thứ rồi thôi, mình nếu mà vì lần sau mà tôi có xuống đây thì tôi rảnh hơn, nếu mà em có lắp thêm cái gì đó thì tôi sẽ giúp em ấy gọi là nhét cái cục này vào trong kia. Đó, nhìn trông nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn. Căn bản là cái còi của em ấy đang lắp ở đây rồi. Đấy, chung nên là tôi không tiện di chuyển lắm.
Ví dụ mà nào mà em có book tôi độ cái gì thì tôi sẽ đi còi bên trong này và sẽ đi lại hệ thống điện cho em ý nhá. Không nhiều anh em lại hỏi bảo là anh ơi sao anh tiện không, anh không đi lại đường điện các thứ cho em mới đi các thứ. Đấy, tôi phải giải thích thế như thế luôn. Còn bây giờ tôi sẽ gọi là bật hệ thống đèn cho anh em xem nhá. Em ơi, em vào bật đèn đi. Khổ lắm, chủ xe không muốn quay chủ xe. Đấy, tôi sẽ quay thấp thấp xuống đây để không thấy chủ xe rồi, ok. Đây anh em này. Bật đèn L4 này. Đấy. Rồi. Bây giờ còi nhại đi em. Đấy, anh em này. Lại lại đi em ơi, lại đi. Còi nhại kết hợp với đèn Bico Mini này. Rồi bật đèn trắng. Đó, ok anh em. Rồi, đó. Tắt đi. Đó. Một ngày đi độ xe dạo của mình nó là như thế đó. Còn bây giờ thì xong xe rồi, bây giờ sẽ thanh toán và có lẽ là bây giờ mình sẽ về Hà Nội. Mình còn hai cái job nữa cơ, nhưng mà không biết là tầm này về có được không, sợ tắc đường các thứ. Nói chung là hẹn anh em ở các video sau nhá. Anh em nào mà mua đồ chơi xe, mua bán xe điện cũ mới hoặc là độ xe quanh quanh khu vực Hà Nội hoặc là xa hơn một tí thì anh em cứ liên hệ qua Zalo, số điện thoại mình để phía dưới phần mô tả nhá. Còn bây giờ thì bye bye.